Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video bài học hôm nay chúng ta sẽ đi nốt các bài tập còn lại trong sách giáo khoa toán lớp 6 bộ cánh diều bài 13, đó là bài bội chung và bội chung nhỏ nhất. Video trước thì cô và các em đang dừng lại ở xong làm xong được cái bài số 4 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi nốt các bài 5, 6, 7 nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các em hãy quay xuống phía dưới, dành ra mấy giây chúng ta nhấn nút đăng ký và bấm chuông để chúng ta tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh. Bây giờ cô và các em sẽ cùng đi sang bài tập số 5. Bài tập số 5 yêu cầu các em tìm bội chung nhỏ nhất. Người ta cho bội chung nhỏ nhất của hai số bằng 45, một trong hai số đó là bằng 5. Như vậy thì ta có này. Các em có là cái số 45 này thì nó sẽ bằng 5. Tách ra nó bằng 5 nhân với lại là 3 mũ 2. Có phải không nào? Đây. 45 thì các em tách ra bằng một trong hai số đó bằng cái số 5 này. Số 5 phân tích ra thừa số nguyên tố thì đúng bằng 5 luôn. Như vậy thì 45 này nó chính bằng 5 nhân với 3 mũ 2. Như vậy cái số một trong hai số là số 5 rồi. Như vậy cái số còn lại, vậy số còn lại của ta nó phải chứa cái số 4 này. Nó chỉ hai số của chúng ta chỉ chứa thừa số nguyên tố là 5 và 3 thôi. Bởi vì là trong cái bội chung nhỏ nhất này nó bằng tích của các cái thừa số nguyên tố của hai cái số đó với số mũ lớn nhất. Mà cái số 5 này đã xuất hiện đây rồi đúng không? Như vậy số còn lại thì nó sẽ chứa là 3 mũ 2 hoặc 5 nhân với 3 mũ 2. Vì một trong hai số là 5. Một trong hai số nó là số 5 rồi. Mà cái bội chung nhỏ nhất thì nó sẽ bằng này. Cái số 5 này khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì nó đúng bằng cái 5 này luôn. Đúng chưa? Như vậy bội chung nhỏ nhất thì nó sẽ bằng là tích của các thừa số nguyên tố khi chúng ta phân tích hai cái số đấy ra. Mà cái số 5 này có ở đây rồi. Như vậy chứng tỏ nếu như số 5 nó có ở cái thừa số thứ hai ấy thì số 5 đấy cũng phải chỉ có thể là số mũ là 1 thôi. Bởi vì sao? Nếu số mũ là 2 thì ở đây là cái 45 này nó lại không chia hết cho 25 mà. Đúng không? Như vậy thì ở đây 5 này chỉ đứng một mình như này. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được cái số còn lại nó phải là 3 mũ 2. Hoặc nếu là có 5 thì nó là 5 nhân với 3 mũ 2. Đấy. Vì một trong hai số là 5 nên cái số còn lại nó phải là 3 mũ 2. Số thứ nhất là 5 rồi này. Nếu số thứ hai là 3 mũ 2, như vậy có phải là bội chung nhỏ nhất thì các em sẽ lấy 5 nhân 3 mũ 2 đúng bằng 45 không? Hoặc nếu như là số thứ hai nó lại đúng là có thêm cả số 5 nữa có được không? Được, đúng không nào? Vì sao? Bởi vì cái thằng 5 này nó đứng một mình thì nó là 5 này. Số thứ hai cũng đứng một mình là có số 5 và 3 mũ 2. Như vậy cái số 5 ở trong cái số thứ hai ấy nó cũng là mũ 1. Mà số 5 đứng một mình này cũng là mũ 1 thì vẫn thỏa mãn mà. Như vậy thì nên số còn lại là 3 mũ 2 hoặc là gì? Hoặc nó là 5 nhân 3 mũ 2. Đây là số còn lại, nó hoặc là cái này. Đấy, còn nếu như mà số còn lại nó mà lại xuất hiện thêm số 2 nữa thì lại không được. Đúng không? Bởi vì là trong cái số 45 này chúng ta phân tích làm gì có số 2 đâu. Không hề có số 2, đúng chưa? Đấy. Mà nếu như mà đây là 5 mũ, nếu mà 5 mũ 2 đi thì ở đây đâu có 5 mũ 2 đâu. Đúng không? Nó chỉ 5 mũ 1 thôi. Như vậy thì cái trên đứng một cái số 5 đứng một mình là mũ 1 thì trong này thằng này cái thằng số còn lại này nó cũng phải là số mũ lớn nhất là 1. Đấy, để nó thỏa mãn trong cái bội chung nhỏ nhất của cái số mũ của số 5 là số 1. Bạn hiểu chưa? Như vậy nên số còn lại là 3 mũ 2 hoặc là 5 nhân 3 mũ 2. Vậy số còn lại sẽ là 3 mũ 2 thì số còn lại sẽ là số 9. Hoặc nếu như là 5 nhân với 3 mũ 2 thì số còn lại sẽ là số 45. Như vậy chúng ta sẽ có số 9 và số 5 thì nó sẽ có bội chung nhỏ nhất là 45.
Và số 5 và số 45 thì cũng sẽ có bội chung nhỏ nhất, chính là số 45 luôn. Có hai số thỏa mãn, đó là số 9 hoặc số 45. Sang bài tập số 6. Chúng ta có bài tập số 6 như sau. Câu lạc bộ thể thao của một trường trung học cơ sở có không quá 50 học sinh tham gia. Tức là tổng số học sinh là không quá 50 bạn. Biết rằng khi chia số học sinh trong câu lạc bộ đó thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì đều vừa hết. Như vậy, nếu như mà các em gọi số học sinh trong câu lạc bộ là x chẳng hạn, hoặc là x đi, thì x này nhỏ hơn hoặc bằng 50, không quá 50 tức là nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 50, và x phải là thuộc số tự nhiên. Có đúng không ạ? Theo bài ra thì khi chia cho 5 hoặc là chia cho 8 thì vừa hết. Như vậy chúng ta có x chia hết cho 5 và x cũng chia hết cho 8. Như thế thì các em gọi xong suy ra được là x nó sẽ lại là bội chung của 5 và 8. Đúng không? Bội chung của 5 và 8, vậy muốn tìm bội chung của 5 và 8 thì các em sẽ tìm bội chung nhỏ nhất của 5 và 8, và tìm bội của bội chung nhỏ nhất thì nó sẽ ra được bội chung. Trong số những cái bội chung đấy, số nào mà không quá 50 thì em chọn. Các bạn hiểu chưa? Như vậy chúng ta có bài số 6 này. Sau khi cô phân tích xong thì cô sẽ giải bài số 6 như sau. Bài số 5 chúng ta có hai đáp án là 9 hoặc 45. Sau bài số 6, các em gọi số học sinh của câu lạc bộ tham gia câu lạc bộ là x đi, thì chúng ta có x không quá 50, như vậy x phải nhỏ thua hoặc bằng 50. Và cái số x này phải thuộc tập số tự nhiên các em. Số học sinh thì nó phải là một cái số tự nhiên. Có đúng không nào? Theo bài ra ta có cái số học sinh này chia cho 5 hoặc là chia cho 8 thì đều vừa hết. Theo bài ra ta có là x nó phải chia hết cho 5 và x cũng phải chia hết cho 8. Bởi vì sao? Bởi vì khi chia thành từng nhóm 5 học sinh hoặc 8 học sinh thì đều vừa chia hết, đúng không? Như vậy từ đây các em sẽ suy ra là x này nó chính là bội chung của 5 và 8. Muốn tìm bội chung thì các em đi tìm bội chung nhỏ nhất của hai số đã. Phải không nào? 5 này các em phân tích ra thừa số nguyên tố thì nó đúng bằng 5 luôn. 8 thì bằng 2 mũ 3. Hoặc là hai số này, hai số số 5 và số 8 là hai số nguyên tố cùng nhau. Hai số này có ước chung lớn nhất là bằng 1. Đúng chưa? Ước chung lớn nhất là của hai số này là bằng 1. Như vậy chúng ta sẽ có bội chung nhỏ nhất của hai cái số này. Mà ta có bội chung nhỏ nhất của 5 và 8, tức là số nhỏ nhất chia hết 5 và 8 chính là số 40. Từ đây các em sẽ suy ra được bội chung của 5 và 8. Muốn tìm bội chung của hai số thì các em sẽ tìm bội của bội chung nhỏ nhất. Nó chính bằng bội của bội chung nhỏ nhất, tức là bội của số 40. Mà muốn tìm bội của 40 thì các em sẽ lấy 40 nhân với 0. À, thuộc n sao nhé. Thuộc n sao, bởi vì là số học sinh tham gia câu lạc bộ thì không thể là có 0 học sinh được. Đấy, nó phải là số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn bằng 50. Muốn tìm bội của 40 thì các em sẽ lấy 40 các em nhân với lần lượt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng không? 40 nhân với 0 thì bằng 0, 40 nhân 1 bằng 40, nhân 2 bằng 80, 40 nhân 3 bằng 1, 20, vân vân. Chúng ta có rất là nhiều số. Như vậy
chúng ta có x nó phải là bội chung của 5 và 8. Đấy. Như vậy x là bội chung 5 và 8 thì có các số này. Mà theo đề ra là x phải nhỏ hơn hoặc bằng 50 và x thuộc n sao. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được trong các số này số nào là số thỏa mãn. À, chúng ta thấy số 40 là nó thỏa mãn là nhỏ hơn hoặc bằng 50 này và thuộc n sao. Đúng chưa? Vì hoặc là theo đề bài, mặt khác, mặt khác là x phải nhỏ hơn hoặc bằng 50, theo cái này là theo bài ra đây, và x thuộc n sao, cái này là theo đề bài. Bội chung thì chúng ta có các cái số này. Mặt khác mà x này nó phải thỏa mãn, tức là chúng ta có các cái giá trị của x, nó phải là 0, 40, 80, 120. Vì x là bội chung của 5 và 8 thì x nó có thể nhận các giá trị này. Nhưng mà theo đề bài thì x phải nhỏ hơn hoặc bằng 50 và x thuộc n sao, tức là x lớn hơn 0. Như vậy trong các cái số này thì số nào thỏa mãn hai điều kiện này thì chúng ta thấy chỉ có số 40 thôi. Đúng chưa? Vậy câu lạc bộ thể thao của trường có 40 học sinh, chỉ có số 40 thỏa mãn thôi. Vậy cái câu lạc bộ thể thao của trường có 40 học sinh. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 6. Những bạn nào chưa xong thì các em có thể dừng một chút để các bạn làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 7 như sau. Ta có lịch cập cảng của 3 tàu. Tàu thứ nhất cứ 10 ngày thì cập cảng 1 lần. Tàu thứ hai 12 ngày cập cảng 1 lần. Tàu thứ ba 15 ngày cập cảng 1 lần. Và một ngày nào đó cả 3 ngày 3 tàu cùng cập cảng. Hỏi ít nhất sau bao nhiêu ngày thì 3 ngày cùng cập cảng. Như vậy ta gọi, nếu như mà các em gọi x là cái số ngày ít nhất 3 tàu cùng cập cảng. Anh số 7, kem gọi x là cái số ngày ít nhất 3 tàu cùng cập cảng. Đấy, tức là vào sau ít nhất là ít ngày này thì cả ba cái tàu này nó cùng về cảng một lúc, với điều kiện x của chúng ta thuộc n sao. Ba tàu cùng cập cảng tức là cái tàu thứ nhất này 10 ngày cập cảng một lần. Như vậy thì ta có cái x này phải chia hết cho 10. Bởi vì tàu thứ nhất là cứ 10 ngày cập cảng một lần. Cả 3 tàu cùng cập cảng, như vậy chắc chắn cái ngày này nó phải chia hết cho 10. Cái này này cũng phải chia hết cho 12. Và cái ngày này nó phải chia hết cho 15. Từ đây mà cái ngày này là người ta gọi là ngày ít nhất. Ít nhất. Như vậy các em phải, như vậy chúng ta sẽ suy ra được là
mà x là ít nhất, x người ta cho là ít nhất. Như vậy người ta sẽ suy ra được x nó phải là bội chung nhỏ nhất. Như vậy thì em sẽ suy ra được x nó chính là bội chung nhỏ nhất của 10, 12 và 15. Muốn tìm bội chung nhỏ nhất thì các em lại đi phân tích các số này ra thử số nguyên tố. Ta có 10. 10 các bạn phân tích ra thì bằng 2 nhân với 5 thì bằng 10. 12 thì bằng 2 mũ 2 nhân với 3. 15 thì bằng 3 nhân với 5. Như vậy chúng ta có bội chung nhỏ nhất của 12, 10, 12, 15. Chúng ta thấy xuất hiện các thừa số nguyên tố ở đây là thừa số 2, 3 và 5. Các em nhân với số mũ lớn nhất. Số 2 này có mũ 1 và mũ 2. Như vậy mũ lớn nhất mũ 2. Số 3 có mũ 1 và số 5 mũ 1. Như vậy các em lấy là 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5. Tức là đây là bằng 15 nhân với 4. 15 nhân với 4 15 nhân với 4 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 5 nhân với bằng 60 đúng không nào? Như vậy bằng 60. Tức là sau 60 ngày, ít nhất là 60 ngày thì cả ba cái tàu này nó sẽ cùng cập bến. Sau 60 ngày thì cái này 60 chia hết cho 10 này, 60 chia hết cho 12 và 60 cũng chia hết cho 15. Như vậy chúng ta sẽ trả lời là vậy. Sau ít nhất 60 ngày thì cả 3 tàu lại cùng cập cảng. Vậy các bạn kết luận lại cho cô. Vậy sau ít nhất 60 ngày cả 3 tàu cùng cập cảng. Như vậy là sau ít nhất là 60 ngày thì chúng ta có là cả 3 tàu này nó cùng cập cảng. Đến đây cô và các em đã vừa hoàn thành nốt được các bài tập còn lại trong sách giáo khoa toán lớp 6, bộ cánh diều bài 13, đó là bài bội chung và bội chung nhỏ nhất. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video ảnh dạng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo. Bye bye!